Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Ăn mì gói sợ ung thư, nấu nướng thực phẩm bằng lò vi sóng tạo ra chất gây ung thư, đến nước đun sôi cũng gây ung thư. Chưa bao giờ người tiêu dùng lại rơi vào hoàn cảnh này, khi truyền thông đã thêu dệt nên một cái nhìn quá sai lệch về an toàn thực phẩm. Hôm nay, hãy cùng Tu La To làm sáng tỏ những chủ đề đó thông qua cuốn sách Để ăn không phải băn khoăn này nhé! Cuốn sách của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay là tập hợp những bài đối thoại hàng tuần về an toàn thực phẩm giữa hai tác giả Tiến sĩ Vũ Thế Thành, chuyên gia an toàn thực phẩm và chị Nguyễn Bích Hiền, phóng viên báo Tri Thức Trẻ. Ông Vũ Thế Thành sinh ra, lớn lên và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sống ở Đà Lạt. Ông là người có chuyên môn về hóa học, quản trị chất lượng. Ông cũng là một nhà báo, một tác giả với nhiều đầu sách nổi bật khác như Những thằng già nhớ mẹ, Ăn để sướng hay Ăn để sợ, được xuất bản trước đó. Bằng lối hỏi đáp thân tình, tất cả những vấn đề mà chị Hiền nêu ra là những băn khoăn, lo sợ chung của các bà nội trợ qua những câu hỏi cụ thể rất đời thường. Và cứ thế, chị hỏi kiểu Hà Nội, ông Thành lại đáp giọng Sài Gòn qua mạng Internet cũng hơn 30 chủ đề, sau đó được ông Thành biên tập lại và in thành sách. Cuốn sách này luôn được xếp vào top các đầu sách về lĩnh vực an toàn thực phẩm, sức khỏe, dành cho những ai quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm. Những người tiêu dùng thông minh, các bà nội trợ vẫn hàng ngày đảm đương việc nấu nướng trong gia đình, mong muốn có những bữa ăn ngon, dinh dưỡng lại vừa tốt cho sức khỏe. Với độ dày 268 trang cùng 31 bài viết, quyển sách được trình bày dưới dạng những câu đối đáp ngắn gọn, hóm hỉnh giữa hai tác giả, giúp các câu chuyện khoa học về an toàn thực phẩm bỗng trở nên vô cùng thú vị và dễ tiếp cận. Hơn 30 chủ đề, hay nói cách khác là hơn 30 băn khoăn của hầu hết các người tiêu dùng sẽ được trấn an và giải đáp trong cuốn sách này. Thứ nhất, nhận thức đúng đắn về ung thư. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu rằng ung thư hay không là do liều lượng. Một lượng chất gây ung thư đủ lớn mới đủ làm phát bệnh. Trong thực tế, tìm ra một mối quan hệ giữa thực phẩm và nguy cơ ung thư là điều rất khó khăn bởi chúng ta ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thứ này sọ thứ kia, rồi thì cơ địa mỗi người mỗi khác. Mì gói lâu nay được bàn tán là thực phẩm chẳng tốt lành mấy. Nó gây nóng trong, gây mụn nhọt, thậm chí là gây cả ung thư. Là người xem mì gói làm bạn trong mỗi chuyến công tác nước ngoài thì Tiến sĩ Nguyễn Thế Thành bác bỏ những quan điểm trên. Thư hỏi, ăn mì gói là ung thư, vậy chất gì trong mì gói có thể gây ung thư? Chúng ta không hề biết, không có bằng chứng khoa học, không có thực nghiệm, không hề có sự xác nhận của giới y học. Thành phần của mì gói chỉ toàn là chất bột, dầu ăn, gia vị, hành, tiêu, tỏi ớt. Xét về mặt dinh dưỡng, đúng là mì gói không bổ, chỉ béo do có hàm lượng protein thấp. Nhiều người cho rằng trong mì gói chứa axit oxalic, chất này gặp canxi tạo ra kết tủa, gây sỏi thận. Nhưng axit oxalic không phải chỉ chứa trong mỗi mì gói, nó có đầy trong rau củ quả ngũ cốc chúng ta ăn hàng ngày. Nếu kết luận như vậy, chẳng phải oan quá trong mì hay sao? Ông Thành đưa ra lời khuyên rằng, an toàn thực phẩm trong nước đúng là có vấn đề, nhưng không tới mức sợ hãi, nhìn đâu cũng thấy ung thư, đồ ăn thức uống nào cũng gây ung thư, hễ có chất bảo quản là ung thư. Thứ hai, giải đáp nỗi băn khoăn của các bà nội trợ không chỉ dừng lại ở việc phân tích mì gói. Cuốn sách này còn bàn về các vấn đề thực phẩm kỵ nhau. Chị Bích Hiền phụ trách mục sống khỏe của báo nên có nhiều thông tin về an toàn thực phẩm. Cả trên báo chí và cả những lời đồn đại hỡi ôi trong giới giang hồ qua Facebook hay các trang web mẹ đẹp, bé yêu. Chị cũng là một người vợ, một người mẹ, người nội trợ như bao người phụ nữ bình thường khác. Các vấn đề chị nêu ra rất cụ thể đời thường. Ví dụ ở đây, câu hỏi về vấn đề ăn gan lợn xào với giá đỗ có gây ung thư hay không khiến ông Thành phải bật cười nắc nẻ. Ông Thành lý giải như sau. Về mặt y học, có một số loại thực phẩm có thể làm cản trở hấp thụ thuốc. Còn về mặt an toàn thực phẩm, chưa có một nghiên cứu nào về thực phẩm này kỵ thực phẩm kia. Và nếu ăn chung thì sẽ gây ngộ độc cả. Vì vậy, hãy cứ vô tư thưởng thức món giá đỗ xào gan nhé. Bên cạnh những tin đồn thất thiệt về một số món ăn thì cũng có một số thực phẩm được tâng bốc lên tận mây xanh về chức năng cũng như công dụng của chúng. Họ bốc lên tận trời những loại gọi là siêu thực phẩm, giúp thúc đẩy hệ miễn nhiễm, diệt tế bào ung thư, lô hội chữa bách bệnh, ăn hầu tráng dương, rồi sữa chua thúc đẩy hệ tiêu hóa. Những nhận định trên có thực sự được khoa học kiểm chứng hay không? Tôi nói thẳng luôn, các loại sữa chua công nghiệp đang bán ở trong nước không giúp ích gì cho việc bổ sung lợi khuẩn trong điều trị rối loạn tiêu hóa cả. Đó là ý kiến của Vũ Thế Thành khi đặt sữa chua vào đúng chân dung dinh dưỡng. Các bà mẹ cần biết rằng, để bảo quản được lâu, các hộp sữa chua đều trải qua công đoạn xử lý nhiệt. Chính vì vậy, lợi khuẩn không còn,
ăn chỉ là ngon miệng, còn điều trị rối loạn tiêu hóa thì không nha. Thứ ba, bài học cho người tiêu dùng thông minh. Khi quyển sách Ăn để sướng hay Ăn để sợ tập 1 phát hành cuối năm 2016, qua vài buổi giao lưu với độc giả, ông Thành mới vỡ lẽ ra rằng độc giả vẫn còn sợ nhiều thứ hơn mình tưởng. Độc giả bị quá tải bởi nhiều những tiêu đề, những lều báo giật tít nhằm công kích vào nỗi sợ của họ. Vấn đề an toàn thực phẩm, từ báo chí, từ internet, đâu đâu cũng thấy ung thư. Ông Thành không sợ thực phẩm gây ung thư, truyền thông mới là cái ông lo sợ. Điều đáng buồn là những thực phẩm chức năng và báo mạng lại thường đi trước kết luận của khoa học. Người ta tin vào những lời hù dọa, họ càng tin hơn khi không được trang bị kiến thức đầy đủ. Trong khi công nghệ phát triển tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn, thì cũng là lúc người dùng phải thật tỉnh táo, tiếp nhận vấn đề một cách có chọn lọc để kiểm định chất lượng thông tin. Khi biên tập lại các bài đối thoại để in sách, ông Thành không quên thêm các dẫn chứng khoa học hỗ trợ cho những phát biểu của mình, giúp bạn đọc ngoài ngành lẫn trong ngành đều có cái nhìn trực quan hơn. Cuốn sách này được xuất bản bởi Nhã Nam với lời giới thiệu đầy thu hút, được trình bày dưới dạng đối đáp ngắn gọn, hóm hình, câu chuyện khoa học về an toàn thực phẩm bỗng trở nên vô cùng thú vị và dễ tiếp cận. Cuối cùng, ăn một cách có hiểu biết hay ăn theo đồn đại, đó là tùy ở bạn. Ăn để sướng hay ăn để sợ, ăn sao để không phải băn khoăn. Tiến sĩ Vũ Thế Thành đã trấn an nỗi sợ hãi của người tiêu dùng bằng những lý lẽ khoa học, giúp bạn đọc bớt đi những sợ hãi khi ăn uống. Với ông mà nói thì bớt phần nào hay phần đấy, còn hơn là suốt đời ăn hột vịt lộn với rau răm và nỗi buồn vô cớ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Để ăn không phải băn khoăn từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!